Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Buổi sáng ngày Phục sinh, bà Maria Magdalena đến mộ thì thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu." Ông Phêrô và môn đệ liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó nhưng không vào. Ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ, người môn đệ, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Suy niệm. Hai ngày sau Giáng sinh, chúng ta cử hành lễ Thánh Gioan Thánh sự Tông đồ của Chúa Giêsu, là người duy nhất trong số 12 các tông đồ không trải qua sự tử đạo. Nhưng theo truyền tụng trong Kitô giáo, Gioan sống tới tuổi già và chết vào khoảng năm 101 sau Công nguyên tại Ê-phê-sô hoặc Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay, hưởng thọ 90 tuổi. Ông là con trai của Giê-bê-đê và bà Sa-lô-mê. Ông là một ngư dân, là em trai của Thánh Gia-cô-bê Tiền. Hai anh em ông được coi là những người con của sấm sét. Ông cũng từng là một môn đệ của Thánh Gioan Tẩy Giả và là bạn trai của Thánh Phêrô. Ông là một trong bốn tông đồ được Chúa Giêsu kêu gọi đầu tiên và đồng hành khắp mọi nơi với Ngài. Ông đã ngã đầu vào ngực Thầy Giêsu trong bữa tiệc ly và là người duy nhất trong số 12 tông đồ đã không từ bỏ đấng cứu thế trong giờ khổ nạn của Ngài. Đứng dưới chân thập giá, Chúa Giêsu trong giờ hấp hối đã trao quyền cho ông làm người bảo vệ Đức Mẹ và đưa bà về nhà. Khi nghe về sự phục sinh, ông là người đầu tiên đến mộ, và khi gặp Chúa phục sinh tại hồ Tiberias, ông là người đầu tiên nhận ra Ngài. Có những câu chuyện truyền thống được kể về Thánh Gioan, tác giả sách Tin mừng thứ tư, như Hoàng đế Domitian đã đưa ông đến Roma đánh đập, đầu độc và ném vào một vạc dầu sôi, nhưng ông đã bước ra không hề hấn gì và sau đó bị trục xuất đến Patmos. Khi Gioan trên đường đi rao giảng ở châu Á, con tàu của Ngài bị đắm trong một cơn bão. Tất cả đều tử vong trừ Gioan đã được đưa lên bờ. Ông được cho là đã chết, nhưng hai tuần sau đó, những cơn sóng đã đưa ông vào bờ, sống dưới quyền của đệ tử Prochoron. Khi Gioan tố cáo tôn thờ thần tượng là ác quỷ, những người theo Artemis ném đá ông. Nhưng thay vì trúng vào ông, những hòn đá lại quay ném ngược lại vào người ném. Ông cầu nguyện trong một ngôi đền của nữ thần, khiến lửa từ trời giết chết 200 người đàn ông tôn thờ ngẫu tượng. Khi nhóm còn lại cầu xin lòng thương xót, ông đã phục hồi sự sống cho 200 người từ cõi chết. Tất cả họ đã trở lại và được rửa tội. Chelnot, một pháp sư,
giả vờ làm cho ba người chết sống lại. Thực sự, đây là những con quỷ đội lốt con người, làm cho pháp sư có thể khiến mọi người tránh xa Chúa Kitô. Nhờ cầu nguyện, Gioan đã khiến pháp sư chết đuối và lũ quỷ biến mất cùng nhiều câu chuyện khác. Thánh Gioan được biết đến nhiều hơn với tên gọi môn đệ Chúa yêu. Vì sự gần gũi với Ngài, ông đã viết tin mừng thứ tư. Ba lá thư, sách Khải Huyền cũng được gán cho ông. Ba lá thư của ông chứa đầy tinh thần của tình yêu, sự nhân từ và dịu dàng, và linh đạo của tình yêu này được phản ánh trong truyền thống cũ, được bảo tồn bởi Thánh Geronimo. Thánh nhân đã viết về Gioan rằng, khi tuổi tác và sự yếu đuối tăng lên lúc sống ở Epheso, Gioan không còn có thể thuyết giảng cho mọi người. Ông đã từng được đưa đến hội đường của các tín hữu, và mỗi lần Ngài chỉ nói với đàn chiên của mình một câu: hỡi những đứa con bé nhỏ của ta, hãy yêu thương nhau. Khi họ hỏi Ngài tại sao luôn lặp lại những từ tương tự, Ngài trả lời: bởi vì đó là lời của Chúa, và anh em chỉ cần giữ điều ấy là đủ rồi. Hãy yêu thương nhau. Đây cũng là thử thách mà Thánh Tông Đồ Gioan đặt ra cho chúng ta hôm nay, để yêu thương nhau. Nói thì dễ, nhưng thực sự không dễ chút nào trong hành động, và đôi khi nó phải trả một cái giá rất đắt. Vì một khi ta yêu một ai đó, nếu đó là một tình yêu đích thực, ta sẽ làm mọi thứ tốt nhất cho người ấy, thậm chí phải hy sinh cả mạng sống của mình, chính như Đức Giêsu đã thực hiện, cũng như hàng triệu người khác đã làm. Cái giá của tình yêu không hề rẻ. Lạy Chúa, xin dạy con biết yêu, yêu người như yêu Chúa, và yêu nhiều như người môn đệ Chúa yêu, để tình yêu của Chúa được lan rộng cho mọi người. Amen.